Hello mọi người, lại mình đây. Thì cho anh ấy biết mình tên là Hạnh nha. Như mọi người bên này hay gọi mình là Henry để tiện cho công việc và học tập ấy. Video hôm nay thì mình làm về một ngày làm việc của mình. Các bạn cùng theo chân mình để xem hiện tại mình đang làm gì ở Úc nha. Để sau khoảng 30 phút di chuyển thì mình tới quán mình làm rồi nha anh em. Lúc này mình với chị quản lý đang chấm công nha mọi người. Sau khi chấm công xong thì mình bắt đầu làm luôn nha anh em. Hiện tại mình đang làm supervisor cho nhà hàng này nha mọi người. Lúc đầu thì mình không tính ra cái video này đâu, tại ra sợ mọi người đánh giá là bố mẹ cho đi ăn học Úc, thạc sĩ rồi này nọ mà lại đi làm nhà hàng. Nhưng mà riêng mình cũng quen nên là mình không tốn thời gian kiểu vào những cái tiêu cực như này nữa ấy. Mình chỉ tập trung vào những cái cơ hội mới thôi, và công việc hiện tại và những cái cơ hội mới cho mình thôi. Và có thời gian rảnh thì mình làm những cái mình thích, mình làm YouTube cho mọi người xem chẳng hạn. Sau khi hút bụi xong thì mình sẽ làm mù tạt và gừng nha mọi người. Tại vì là quán sushi nên là không thể thiếu gừng và mù tạt mọi người ạ. Và hắc xì dầu nữa. Đây, sau khi xong mù tạt và gừng thì mình bỏ lên cái sushi tray này nha mọi người. Lúc này bà chị kia kêu mình là trả tiền diễn xuất cho mọi người. Tại vì mình suốt ngày mình quay ấy. Hôm đấy mình quay cả ngày luôn mọi người. Sau khi mình mở quán xong thì các bạn nhân viên cũng đến gần hết rồi nha mọi người. Mình phải xin lỗi mọi người tại vì mình cứ phải làm voice over ấy, mình cứ phải làm thuyết minh cho cái video này, tại vì quán lúc nào bật nhạc nên là sợ dính bản quyền ý. Trước 5 phút quán mở thì bọn mình sẽ làm briefing nha. Thì đây chị quản lý đang làm briefing mọi người. Đôi chiếc bà nói là mình phải tắt âm đi mọi người ạ, sợ dính bản quyền ấy. À, 12 giờ bọn mình mở quán nha mọi người. Đây anh em ơi, nếu mà anh hỏi mình là một ngày làm supervisor ở nhà hàng thì làm những cái gì thì đây nha. Mình vừa bấm máy xong bài bà gọi mình luôn ạ. Thì mình đi giải quyết khiếu nại từ khách hàng, nhân viên tới quản lý luôn mọi người. Ai có khiếu nại gì mình giải quyết cái khiếu nại đấy. đó. Nhưng mà ít ra làm đây được cái không bị mệt đầu, mệt óc với mọi người. Chỉ bị mệt người thôi. Đấy, làm nói chung là làm cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu cả mọi người, nên là thôi cứ cố gắng. Bà này người ta đang quay vlog mà chạy vô ngắm nghía này, chết rồi anh em ơi, cứu cứu tôi với anh em. Đây bữa trưa đạm bạc của mình nha anh em, làm mệt cũng chả muốn ăn ấy, nên là thôi lấy được 2 đĩa sushi với 1 ít mực với 1 ít cơm thôi, nên là xong bữa trưa mọi người ạ. Đây mọi người, mình bắt đầu làm lại từ 4 giờ tới khoảng 9 giờ thì quán vắng, thì tụi mình bắt đầu chuẩn bị đóng quán nha. Đóng cửa. Đóng cửa quán nha anh em. Đấy mọi người thấy không? Có tín hiệu đóng cửa quán cái là anh em làm nhanh lắm. Nhanh tay nhanh chân lắm chứ lúc lúc đông khách à, ai cũng là đàn đờ hết á. Đây mọi người ơi, đây là những gì còn sót lại sau một ngày làm việc nha. Thì hôm nay sót lại khá là ít. Thì thường thì bọn mình ngồi ăn với nhau, nói chuyện, chém gió các kiểu. Có những ai lười hoặc là mệt quá thì chắc là đem về luôn. Hoặc là vứt đi. Thường thì bọn mình sẽ vứt đi mọi người ạ. Có những hôm bọn mình vứt khoảng 40-50 đĩa như này. Đĩa sushi như này này. Phí nhở, nhưng mà không vứt thì cũng làm gì được ấy. Để lâu nó cũng hỏng mất. Và đây là một ngày làm việc của mình nha mọi người. Nếu mà mọi người muốn biết thêm gì về mình hoặc là có câu hỏi gì cho mình thì mọi người comment xuống dưới nha. Và nếu mọi người thích video này thì hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé.